Vợ chồng Chín Lúa xin chào ông bà cô bác, anh chị em và các bạn nha. Hôm nay vợ chồng Chín Lúa đi ra thăm lúa của mình cả nhà. Coi lúa mình chín có làm được chưa. Thì sẵn dịp mình đi bắt ốc bắt cua gì có không? Nước nó cũng cạn rồi, người ta rút cạn rồi đó cả nhà. Rồi một chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Dạ, chào cả nhà. Cả nhà giờ mới lúa nè, lúa nó vàng rồi nè, quá trời vàng luôn nè, quá trời luôn hết anh, chắc lỗi luôn. Giờ mưa quá, mưa nè nó có con đen nè, chứ không thôi là nó sáng dữ lắm luôn. Bên đây là lúa đất người ta bán đất gạch, người ta không có xà nữa cả nhà. Bây giờ nước rút cạn dữ lắm rồi, coi có chỗ nào mình bắt ốc bắt cua nước nó cạn, coi có cá không, bắt cá luôn về đem về ăn. Cái chỗ này nó khô nè, coi chừng ở dưới đó là có nên cái dũng dài dài với đường nước cái vừa coi chừng còn chưa khô, cái này khô nè. Chỗ còn là cá nó gom lại đó đó em. Nó rút xuống dũng á. Bị trên này nó khô chỗ lúa mà nó bông coi nè. Cái nhà ở lúa nè, nó xây cuộn luôn á, mà mưa giờ nó sập quá trời luôn rồi. Rồi không biết cắt được không nữa cả nhà. Quá nằm trời. Trơn luôn. Bên kia là nằm xẹp hết trơn rồi cả nhà ơi. Nếu không có sập là nó trúng con này, cái bông con này cá trời, quá trời trúng luôn, quá trời bông luôn, mà nó sập trời mưa mà nó sập cái này ơi. Cái này còn cái dũng nữa nè. Còn cái dũng này mấy lúa trúng rồi, kinh gò chứ không bằng cái dũng là lúa trúng. Ôi nó còn là cái dũng rồi cả nhà. Cái này là cái đường nước mình móc rồi mình khai nước ra chính giữa rồi cả nhà. Thấy có bơm nó ụt kìa. Ôi rồi nó là đục nước hết trơn em ơi. Nó dồn xuống đây hay gì nè. Ê bây giờ mình tát thử cho có không anh? Rồi, để tát coi. Đó, anh tát nè, em tát không có nổi à. Bây giờ mình tát nha cả nhà. Mình tát coi nó có không, nước cạn quá trời rồi, còn gom lại cái dũng không anh? Cái gì em? Cái này nó ụt. Thank you.
Mở đâu em? Ừ. Đừng con là cá nhau. Ừ, cá rô này đó nha. Có đường nước á, đường nước á cả nhà. Như nó chạy lên trên nè chị gì em ơi. Dồn lên nè. Đó. Đó. Ủa phải đâu. Cái gì nó nhục. Ở con cua. Ồ. Con cua. Nó con cua mà tính con khác. Bắt luôn, bắt luôn. Bắt luôn hả? Mình bắt. Ôi trời, nó kẹp. Con cua, ôi trời. Ôi trời. Cái này có ốc lát nè. Ốc lát luôn. Ốc lát nè mọi. Có gì bắt nấy luôn. Ừ. Không, ốc lát ngon lắm á. Ừ. Ốc lát nè nha. Ờ rồi đó, hình như nó dồn lên trên rồi cả nhà ơi. Bán được. Dễ bằng tay luôn ha. Dễ luôn. Wow. Chưa nó chạy chánh, nó chạy chánh. Chạy chánh. Chưa anh ơi, chưa. Chạy chánh chưa này. Nó đầu rồi. Nó có đựng không có đồ đựng này rồi. Rồi nó nổi đầu. Ô, nó kìa em. Chưa đó đây đây tá cả nó gom với Dũng rồi mơ nó nổi rồi này mà nó gom cá dữ trời cái gì cái gì ôi, trời ơi, con cua trời ơi con cua cái này con cua càng kinh càng luôn đây ốc à. Ốc hết thầy luôn đi khoan ốc cho bá. Nói gì em đâu rồi trời ơi quá trời luôn cả nhà ơi con cá lóc đồng cái con cá lóc bá cả nhà con nè cá lóc đồng này nghe cái nhà này cá nè như con trên đó nổi đồng nữa kìa thấy không đó, đó. Anh đừng có la chưa từ từ đã mất tiêu rồi nhảy lên rồi giật
hộp bên đây luôn. Đây này, đây này, đây này, đây này, đè nó xuống, đè nó xuống, đè nó xuống, dính ngồi. Ồ, cái tính lên lúa. Ôi trời đất ơi, lên lúa luôn. Ôi, con cá này, cá nhà ơi, con cá. Ủa, qua coi. Chặn nó lại, chặn nó lại. Ôi dồi ôi, nó mạnh. Cá đồng nó mạnh hết hồn. Trời ơi, lên nữa. Đè nó xuống, trời ơi, em bắt. Dính này, dính này. Đưa cả nhà xem cái con cá gì mà nó mạnh như vậy. Đưa cầm cái đầu thôi, con đó. Con cá đồng á, nó mạnh quá. Nè cả nhà. Ôi trời ơi. Khỏi nhau rồi. Quần quần quá trời, banh lúa hết trơn em. Có con cá mà quần. Ủa nó mạnh dữ vậy trời. Banh lúa rồi mà. Chỉ dò em nữa vậy cả. Đó là lúa nhà. Chỉ dò em nữa kìa. Đâu đây. Trời ơi. Đây nó hả. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ôi ôi bụi nó vừa. Vuốt các ơi. Trời ơi đưa. Quá trời đưa cả nhà xem coi. Quá là đầu cổ quá trời luôn rồi đó nha. Nè. Con cá nè, con cá gì? Cá đồng nè nha, cá nhà. Cá đồng này vàng ẻo luôn. Ê thôi coi. Được rồi. Nó rồi, cầm cá ăn chắc em. Nó mạnh như cái trời ơi trời. Vậy. Nó trời. Nó còn đâu không? Còn nữa không? Thôi luôn rồi. Hết hồn luôn rồi. Ôi trời. Ôi trời. Gì nữa vậy? Đây, đây, đây. Con cá nè, con gì vậy? Cái gì vậy? Con cá gì nó nhớt nhớt hả? Trời ơi trời. Ghê vậy. Con chừng con rắn đó. Không, con cá. Ôi trời, nó có ngạnh anh ơi. Ngạnh hả? Ồ. Cá chê phải không? Không biết nè, để mất à. Ôi ơi, cá chê trắng. Ôi nó có ngạnh nè. Nó có ngạnh nha, cái nhà nó đâm đau lắm á. Nè, con cá chê nè, cá chê đồng. Cá chê đồng mình nó trắng tư nè. Cái nhà thấy không? Nó. Ôi. Ôi, uống cơm xuống đây, cái dũng nè, cái đường nước nè. Trời ơi. Trời ơi, cái cá chê nữa đó. Dữ. Đủ loại cá luôn ha. Gì đó. Làm giúp mình quay. Ôi có con cua. Giúp mình quay đây. Trời ơi đau quá rồi. Con gì nữa vậy? Ôi da đau quá trời ơi ông nội ơi. Ôi trời. Anh ơi nó nằm miết. Ôi ơi, con gì nữa vậy? Nó con cá. Ôi. Cái chết. Gì? Ôi con cá. Trời ơi. Cá này là con cá gì nữa vậy? Con cá. Cá chê nữa hả? Cá ngạnh nè. Ừ, cá chê ông nội ơi. Nó thật. Trời ơi, cái gom nó dữ vậy trời. Chưa. Mình động ở dưới đó đó, mình tát nó động á, nó chạy ngược lên á. Ở nhà thấy con cá không? Con cá chê đồng của mình là nó trắng lắm mà nó ngờ rồi nhỏ nè. Nó gọn hết sức à. Nó không có ú á. Còn nữa không em? Để coi coi. Mò lên tới đó luôn coi. Ôi, mệt quá. Mệt quá cả nhà. Mấy con cá nó giật mệt. Cả nhà nhìn thấy nè, được nhiêu rồi đó. Cá lóc nè, cá chê nè. Ốc mà nó làm hết hồ luôn. Ốc rồi. Hết rồi. Chưa
dồn cái chuẩn cái điểm nước của mình mà mình khai nước á chính giữa cho nó rõ là nó khô lúa mà mình cắt á, mà nó gom xuống đây quá trời luôn, mệt quá. Để em mò lại đằng này có nữa không nha, có sót không nha. Nhớ quá, nhớ. Nó đụng vô đây con nữa nè. La, nghe em la quá trời luôn. Còn nó chuối á. Chuối đâu à? Chuối. Đủ chuối. Ở đây con đó nè. Đó. Ở con có trời ơi. Ồ. Mẹ dữ dằn luôn. Hết hồn cái càng luôn cả nhà ơi. Không có đụng rồi đó không? Nãy có đụng. Đụng nó đâu đây mà nó đi đâu rồi. Em đụng nó. Cái gì? Ủa vậy. Dạ. Mình đi ra từ từ đi. Ừ. Con mẹ ra rồi không biết nữa, nhớ đụng đây cả hai con. Mình lên mình lo mình quăng cái con chạy bên kia. Bỏ con bên đây luôn. Đi mà. Mẹ đi. Quằn sai luôn nè cả nhà, mà mưa quá nó nằm hết trơn rồi cả nhà ơi. Năm nay là lỗ rồi cả nhà ơi, không tiền có tiền phân mà trả tiền phân luôn, nằm mẻ hết trơn rồi. Mình đi lên anh ơi. Nhớ cái dũng này mình rửa. Thành quả của mình được như nhà cả nhà ơi. Rồi mình cũng xin tạm dừng video ở đây nha cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Và xem nhớ bấm like và đăng ký cho mình có động lực mình làm video tiếp theo nha cả nhà. Chào cả nhà nha cả nhà.